Xin chào quý vị, xin chào anh em. Cửa hàng có một thớt đài thích hợp cho bác nào thích nghe đàn. Đó là thớt đài của hãng Technic, có mã là Z6960. Cửa hàng báo giá cho anh em thớt đài này giá 2 triệu đồng, chạy hoàn hảo anh em nhé. Và bắt sóng tốt, tặng luôn cho cả cái anten tôi đang kéo dài phía kia. Đài 108 lên anh em sẽ bắt được rất nhiều đài. Và đây tôi cũng đã lưu khá nhiều kênh đài từ số 1 đến số 9. Nút này là nút lên xuống tần số, nút nhớ, memory, chế độ FM. Bề ngang của mẫu đài Technic này nó tầm 43cm. Nó làm khá gọn, bề dày nó như một cái vang, cơ vang số anh em nhé. Màn hình điện tử LED, điện tử. Giá cho anh em là 2 triệu đồng. Bác nào nghe đài thì là sự tuyệt vời, bởi vì nó bắt được nhiều kênh đài, tần số full đài Việt Nam. Đây, tặng cho luôn cái anten. Đây, mặt sau bãi zin luôn. Đa cầu điện, đang chạy điện là 220 tấm dây, dây suất tín hiệu ra. Đây là anten FM. Công nhân xuất rác kim tài công cho biết. Đây, các kênh đài này. Con trắng ao là hết sức cảnh giác với những loại giả đỗ mà không có dự định. Kênh số 2 này. To quá thì mình 3 này. Sẽ có một cái chút gì đó mình lo ngại một chút. 4 mình phát hiện sớm, càng sớm càng tốt thì chúng ta. 5 Antoly and Poly Vietnam's production and business have been going well according to Fang. Businesses have 6 này. 7 này. 8 này. Rất nhiều những cái điều thú vị được chia sẻ. Biết đến cái tên khác là anh em có thể dò tự động dò tay đây lên xuống, bấm lên xuống, nó có đài thì mình sẽ bắt gọi là thán khương. Cái này nó chỉ đang bụng lạnh là dạng hoặc là bên ngoài. Giá 2 triệu tặng anten anh em nhá, giá tại cửa hàng. Xin cảm ơn.